chị, thì hôm nay là ngày đại cát đại lợi đến với hai họ của chúng ta. Và họ nhà trai cũng đã đúng hẹn với họ nhà gái. Tất cả những người họ nhà trai cũng đã có mặt hôm nay để làm cái lễ đón dâu. Xin phép anh với chị cho họ nhà trai được nhập gia. Rồi bắt tay hết đi anh, chị. Rồi anh với chị có cho phép được nhập gia không ạ? À? Rồi được sự đồng thuận của anh chị thì Phú, em đứng qua đây Phú. Rồi hai ông chủ hôn uống một chung rượu. Rồi hai anh thông gia cùng ly lại, cạn chung luôn. Rồi hai anh xui bắt tay một cái thân mật rồi, hai bà xui bắt tay luôn à. Ơi con gái miền Tây, dây dầu mưa nắng làng quê mà vẫn tươi cười, mà vẫn tươi cười. Nụ cười làm sao xuyến lòng tôi, nụ cười thương quá người ơi, anh đã yêu em rồi. Ơi con gái miền Tây, chiều thương chiều khó gió giáng chăm làm, về miền Tây anh đã yêu em rồi. Thưa ba thưa má cho mình thành đôi, về miền Tây anh sắm cao trầu, ra riêng anh cưới được làm về. Làm anh ngỡ 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 câu hò ơi hò 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 ơi. Xinh xắn bờ môi tươi thắm như hoa, mi cong mắt điếc tóc dài thướt tha, tình yêu em cũng thất tha. Dạ kính thưa quý tộc họ nhà gái, hôm nay là ngày 21 tháng 12 nhằm ngày 9 tháng 11 âm lịch. Em cháu xin phép được đại diện cho nam chủ hôn là ông Đỗ Văn Cường và bà Nguyễn Thị Luyến là chủ hôn của họ nhà trai. Và đúng y kỳ đã hẹn, tất cả những người đại diện họ nhà trai đã có mặt tại tư gia nhà gái. Và một lần nữa họ nhà trai chúng tôi cũng hết sức là vinh dự được ông bà chủ hôn gái đón tiếp rất là nồng hậu từ ngoài ngõ. Đó là sự hãnh diện của phía nam chủ hôn chúng tôi. Và tập thể họ nhà trai chúng tôi kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý tộc nhà gái cùng với lời chào trân trọng nhất của chúng tôi. Dạ kính thưa quý tộc hai họ, trong ngày lễ hôm nay họ nhà trai chúng tôi đến nghinh lễ đón dâu. Và trong buổi lễ đón dâu này họ nhà trai chúng tôi có sắm sửa quà vặt mang sang đây, gồm có 8 mâm, trong đó có rượu, trà, bánh mứt, trái cây. Trước là họ nhà trai chúng tôi xin phép được kính dâng lên cửu quyền của họ nhà gái, sau đó mời quý tộc hiện tiền nhà gái dùng lễ thảo với nam chủ hôn chúng tôi. Rất mong phía nhà gái vui lòng nhận quà. À, bên nhà gái mình có vị nào đại diện để phát biểu ý kiến không ạ? À? À, như vậy thì bên nhà gái đã nhận quà, chúng tôi xin mời hai ông bà đứng lên khai quà.
bà chủ hôn họ nhà trai là ông Đỗ Văn Cường và bà Nguyễn Thị Luyến vui lòng đứng lên để chúng ta thượng quà lên bàn thờ gia tiên. Dạ kính thưa quý tộc hai họ, thì trong cuộc sống của chúng ta một lần nữa, ông bà chủ hôn trai chúng tôi đã hiện diện tại tư gia nhà gái thực hiện nghi thức đón dâu. Và trước khi xin phép đón dâu thì nam chủ hôn chúng tôi xin phép được thượng quà lên bàn thờ gia tiên của gia đình nhà gái. Trước hết thì xin trân trọng kính mời hai ông bà chúng ta hướng về ngoài trời, kính lễ trời Phật bằng ba lễ cúi đầu: nhất lễ, nhị lễ, tam lễ. Xin mời hai ông bà chủ hôn cùng quay trở vô bàn thờ gia tiên. Khoan, chậm, đợi máy đi. Máy di chuyển vô bên trong ghi lại. Dạ, cúi xin cửu quyền thất tổ bên nội và bên ngoài của cô dâu Nguyễn Thị Cẩm Duyên về đây chứng giám, hưởng chúc lễ thường, độ trì và phù hộ cho khang tường toàn gia. Và hôm nay thì họ đổ chúng con xin phép họ Nguyễn, cho phép họ nhà trai được thượng quà, và chốc lát nữa xin phép cửu quyền cho phép được đón dâu về nhà họ Đỗ, và cửu quyền cũng phù hộ và độ trì cho cả hai phái đoàn chúng con. Xin mời hai ông bà cúi đầu bằng bốn lễ: nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Mời hai ông bà thượng quà lên bàn thờ gia tiên. Rồi đến phần chúng ta truyền quà vào bên trong thì anh chủ hôn gái qua bên kia, hai ông bà đứng chỗ cái cửa buồng đi, để truyền quà vô. Rồi bên họ nhà trai mình, anh Cường qua bên đây. Đến giờ đón dâu, chúng tôi xin phép đại diện của họ nhà gái hướng dẫn cho cô dâu ra để cùng thực hiện cài bông và trao hoa trong buổi lễ nghinh hôn đón dâu này. Tôi xin mời một vị đại diện của họ nhà gái hướng dẫn cho cô dâu bước ra bàn lễ. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới. Dạ kính thưa quý tộc hai họ, trong cuộc sống chúng ta thì mỗi người luôn tìm một nửa yêu thương. Và ngày hôm nay thì cha mẹ của chú rể là ông Đỗ Văn Cường và bà Nguyễn Thị Luyến cũng hết sức là vinh dự được đứng tại tư gia nhà gái cắt tay hai đứa con mình lại. Và kể từ ngày hôm nay, mong rằng hai đứa con sẽ cùng nắm tay nhau để làm nên cuộc đời, tạo dựng sự nghiệp vẻ vang cho hai họ chúng ta nở mặt rỡ mày. Rồi hai đứa con hướng về cha mẹ cúi đầu cảm ơn ba mẹ bằng hai lễ: nhất lễ, nhị lễ. Rồi em mời anh chị trở về ghế của mình ngồi. Dạ kính thưa quý tộc, bấy lâu son sắt đợi chờ, bấy lâu mong đợi, bây giờ là đây. Ngày vui, ngày hạnh phúc, cô dâu và chú rể đang giáp mặt với nhau. Hai con nhìn nhau mỉm cười à, cùng nhau cúi đầu, khẽ cúi đầu chào nhau. Hey.
bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh. Dạ kính thưa quý tộc hai họ, chúng ta vừa chứng kiến khoảnh khắc hết sức là tuyệt vời trong ngày lễ đón dâu hôm nay. Tiếp theo nghi thức hôm nay thì cô dâu chú rể hướng về ngoài trời kính lễ trời Phật bằng ba lễ cúi đầu. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ. Xin mời cô dâu và chú rể quay vô bàn thờ gia tiên. Dạ cúi xin cửu quyền. Đang hiện diện trước bàn thờ gia tiên của gia đình họ Tập nhà gái là chú rể Đỗ Hoài Nam và cô dâu Nguyễn Thị Cẩm Duyên. Và ngay từ bây giờ xin phép cửu quyền cho phép họ nhà trai được rước dâu. Và giờ đây thì cô dâu và chú rể cúi đầu bằng bốn lễ kính cửu quyền. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Cô dâu chú rể cùng quay trở ra. Dạ kính thưa quý tộc, cô dâu và chú rể vừa kính lễ trời Phật cũng như xin phép cửu quyền cho họ nhà trai được đón dâu. Giờ đây cô dâu chú rể có hai lễ cúi đầu chào đến quý tộc hiện tiền. Nhất lễ, nhị lễ. Nghi thức tiếp theo là nghi thức mời rượu ông bà họ nhà gái. Nhưng mà cháu cũng được biết là chúng ta đã thực hiện cái nghi thức lễ tặng quà cho cháu rồi. Thì giờ đây chúng tôi xin phép đã đến giờ đón dâu. Dạ kính thưa quý tộc họ nhà gái, giờ lành đã đến. Tôi xin phép được đại diện cho ông Đỗ Văn Cường và bà Nguyễn Thị Luyến. Trước là xin phép quý tộc họ nhà gái cho phép họ nhà trai chúng tôi được đón dâu. Và đồng thời họ nhà trai chúng tôi cũng xin kính mời quý tộc hiện tiền nhà gái nhín chút thời giờ quý báu của mình, trước là đưa con cháu về nhà chồng, sau đó vào bàn lễ tại sảnh tiền của gia đình họ nhà trai chúng tôi dự buổi lễ ra mắt của họ nhà trai. Đó là lời mời và xin phép được rước dâu của họ nhà trai chúng tôi. Rất mong phía nhà gái vui lòng nhận lời. Như vậy thì nhà gái nhận lời, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn. Rồi Nam con gót hai chung rượu đi nè. Để hai chung rượu vô đây. Hết không ta? Để hết không? Chắc không hết quá. Thôi không hết con bưng đi. Ở đây có ông nội hay ông ngoại em quên nè. Ông ngoại phải không? Rồi con bước tới đó đi. Bước chen tới đó mời đi. Cái này khỏi chậm tay được rồi. Không cần phải đi tới đâu. Cho nó nhanh. Rồi mời ông ngoại thì mời thêm một ông nữa đi. Hai ông đi. Hai ông đi đang chụp hình. Ly nữa đi. Mời ông ngoại và ông bác ba nhận chung rượu lễ cho phép họ nhà trai được đón dâu. Đây là cháu nó gọi bằng gì hả anh chị? Ông bác hả? Rồi mời ông bác một chung rượu. Rồi chuyền ở phía ngoài mời ông kia gọi bằng gì đây là phía nhà gái. Ông Dượng. Rồi ông bác ơi, cháu rể mời chung rượu à. Ông bác nhận chung rượu của cháu. Rồi tiếp theo chuyền ra phía ngoài ông Dượng một chung luôn. Dối lấy giùm đi chú. Hàng chặn ông bà đại diện của họ nhà gái đã uống chung rượu, coi như là cho phép họ nhà trai được rước dâu ha chú, ha ông ngoại. Đó, giờ đây thì ông bà chủ hôn gái chúng tôi muốn dành hai chung rượu này để tí xíu nữa lên cái khăn lễ của họ nhà trai chúng tôi mời luôn một lần hai bên ha. Rồi ở đây thì em mời hai bên thông gia cùng đứng lên bắt tay nhau để cho phép họ nhà trai rước dâu. Nam à, con trở về bên đây đứng đi con. Đứng chàng tay vô eo vợ con coi. Đó, cầm chung cái bông với vợ con luôn. Rồi xin mời hai bên thông gia chúng ta cùng bắt tay nhau. Một bên là cho phép rước dâu và một bên thì vinh dự để đón dâu về nhà.
Rồi hai quý tộc chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cho buổi lễ được khép lại tại thư gia nhà gái ạ. Dạ rồi, cháu cũng xin đại diện cho họ nhà trai mời quý tộc hiện tiền nhà gái vui lòng di chuyển bước theo họ nhà trai.